Ui giời ơi. Ơi định trồng lên cây mọc đây cho khách đây. Nhưng mà nó đắt. Mà trồng quất và mọc nó mới hay. Xu hướng lấy chùm này à, lấy cái cây này xong rồi trồng lên cây mọc, con này nghiêng thì nó khá là đẹp đấy, ít ít người dám làm đây, con mà nghiêng bà hồ ông cứ là cứ quất đế hàng đẹp thì hàng đẹp mấy hàng ấy nó cũng đắt lắm ấy. Đấy nào, thế thiết đoạn xin nào buộc dây mẹ nó gần nhiều phết đấy. Đây như cái này cũng đẹp. Cắt xong giật đây. Rồi như cái này bán rồi. Cái này ít quả. Thế tiếc cắt thể loại. Đấy. Sao buộc dây hết thế này? Nhưng mà cái hàng này chị bán thế nào đây? Buộc dây đây. Cái cây ở đâu kìa? Để trồng vào mấy cái cây mọc cơ mà, nhưng mà giá giá phải hợp lý thì mới mới lấy được. Cao quá chi phí nó cao lắm. Nhà có còn có 2-3 cây mọc thôi. Hai triệu một cây á? Thế lấy lẻ thì bao tiền? Lẻ một cây một thì bao tiền? Một cây thì lại chọn một cây thì lại hơn. Vì là đây bán sâu luôn mấy chục tờ hai mai nó chuyển chiều mai ạ. Triệu tám à? Nó lên giá thành cây mộc này cao lắm nhỉ. Thôi được rồi, để em về em bảo khách đã, xong rồi có gì em gọi vậy. Đây này, như cái này này, cây này trồng một cây mộc này. Cái này bao tiền cây gì?